Hello, xin chào anh chị em các bạn ha. Cũng khá lâu rồi mới lại tiếp tục lên sóng về cái mẫu VC2024 ha. Mẫu VC2024 thì nó cũng nâng cấp lên một số món như là động cơ rồi thắng đĩa trước rồi mâm lốp cũng sẽ thay đổi chút xíu ha. Và hôm nay em cũng sẽ cập nhật lại giá của mẫu VC2024 nhá. Hiện tại mẫu VC2024 cũng bên em đang giảm giá chỉ còn 14 triệu anh em nhé. 14 triệu chưa bao gồm phí ship anh em nhé. Anh chị em nào quan tâm có thể là để ghé đến trực tiếp cửa hàng là 121 đường Mình Chiếu, phường Mình Chiếu, quận Thủ Đức để mình xem xe trực tiếp nhé. Đây là một mẫu xe nói chung là rất là xịn sò luôn. Mẫu này đang hot trên thị trường, nói chung là từ cái bản cũ năm 2023, 2024 thì nó đã nâng cấp lên cực kỳ đẹp luôn và khung sườn đầm chắc anh em nhé. Một mẫu xe cực kỳ đẹp và rất là hot hiện nay. Bây giờ em sẽ đi xích lại gần để quay chi tiết tổng thể xe về cái mẫu 2024 cho anh em một lần nữa ha. Rồi, đây là mẫu VC2024, mẫu này là chính hãng của Trung Quốc anh em nhé. Đây có cái logo Quy Giang, logo Quy Giang chính hãng luôn anh em nhé. Mẫu 2024 thì anh em có thể thấy là phía trước của nó là trang bị thắng đĩa nhá, và mâm của nó cũng là một cái mâm khác với bản cũ anh em nhé. Đấy, con này thì đi cực kỳ mượt, cực kỳ sướng luôn anh em ạ. Đấy, con này thì anh em thấy là mâm này, mâm nó làm rất là đẹp anh em nhé. Đây, mâm thì ở này thì làm ít cây hơn đời cũ trước ha, nó làm 6 cây, mâm 6 cây em nhé. Vỏ cũng nó là cũng là vỏ con chuột này, size là 80 90 trừ 10 ha. Đấy, cực kỳ đẹp anh em ạ. Con mẫu này thì hiện tại thì cũng đang là làm mưa làm gió trên thị trường ha. Giá hiện tại cũng rất là rẻ rồi. Anh chị em quan tâm thì inbox ngay số Zalo cho mình nha anh em nhé. Mẫu này là mẫu xe đạp điện nên anh chị em không cần cái biển số nhé. Tổng quan xe này ha. Đây là mẫu xe mức cơ bản nhá. Nếu anh em muốn lên phụ kiện như là ghế em bé rồi gió trước rồi in đổi màu ha thì có thể là inbox ha. Đấy, mình sẽ thêm phí vào cái phụ kiện đó. Còn đây là xe zin nó trên thế này ha. Có bình ắc quy rồi in nó trên thế này. Đó, giá là 14 triệu thôi anh em nhé. Đó, một cái xe cực kỳ xịn sò và rất là hot hiện nay. Đó, đây phía sau thì nó cũng xi nhan tích hợp vào đây. Đó, xíu mình sẽ quay bật xi nhan cho anh em xem nhé. Giá nó rất là tốt anh em ạ, giá chỉ có 14 triệu thôi, một cái mẫu xe rất là xịn sò. Đây, cái mẫu này thì nó sẽ sử dụng là chìa khóa từ nhá, chìa khóa từ nó sẽ khác cái mẫu VC1 chút xíu nữa. Chìa khóa từ thì mình sẽ đặt lên đồng hồ là nó khởi động thôi. Khi đặt lên thì nó sẽ hiện chữ P nhá. Khi nếu mà chạy được thì anh em phải bấm đây, bên đây có nút P hoặc là mình bị gạt chân trống lên nữa nhá thì mới chạy được anh em nhá. Nên đây có nút tắt nguồn này, mình giữ nhấn giữ một chút xíu là nó sẽ tắt nguồn. Đấy, tốc độ tối đa con này thì nó khoảng 40-45 km/h, đi cực kỳ mượt anh em ạ. Đó, đây thì có nút còi xi nhan, nút control. Đấy, ok, tổng thể xe nó như thế này ha. Đó, có in sau xe thì rất là đi rất là đầm chắc và đi rất là mượt luôn anh em nhé. Đó, một xe cực kỳ đẹp luôn. Đó, màu sắc thì con này cũng khá là nhiều màu anh em nhé. Đó, xi nhan đầy đủ luôn anh em này. Đây mà xi nhan cho anh em xem nhé. Đấy, xi nhan này đấy, rất là sáng nhé. Mình sẽ quay xi nhan phía sau này. Đó, xi nhan phía sau tích hợp vào đèn hậu luôn ha. Đó, và phía dưới này thì có một cái cổng cũng nguồn anh em này, một CB nguồn ha. Đây là cái cổng này, nó sẽ khi mình tắt nó sẽ cấp nguồn tất cả các dòng điện trên xe. Đấy, nếu anh em để bật chìa khóa mà để lâu không đi thì nó sẽ tự động tắt máy cho anh em nhá. Tự động tắt máy luôn. Giá thì siêu rẻ rồi, mẫu mới nhất 2024, động cơ cực kỳ mượt luôn, đi cực kỳ phê anh em nhé. Đấy, rồi thì cái mẫu này thì bên em đang giảm giá trong tháng 7 này thì giá chỉ còn 14 triệu thôi. Giá này là anh em đến trực tiếp để mua xe nhé, còn ở xa thì mình sẽ cộng thêm với ship giùm em nhé. Đấy, mẫu xe này thì bên em vẫn bảo hành cho anh em là 12 tháng sử dụng nhá. Đây là mẫu xe cực kỳ hot luôn, có in trước in sau đi cực kỳ đầm chắc luôn. Mẫu này thì nếu với so với mẫu những mẫu xe máy 150cc á, cho các bạn học sinh đi học á, mình nghĩ là những cái mẫu xe điện này nó sẽ mượt và sướng hơn rất là nhiều so với cái mẫu xe máy 50cc anh em nhé. Nên anh em là hãy lựa chọn những cái mẫu xe điện này thay vì những cái mẫu xe 50cc đi rất là ì máy, còn một mẫu xe này đi rất là mượt nhá, đầm cực đầm xe luôn. Đó, giá hôm nay thì rất là rẻ rồi, chỉ có 14 triệu thôi nhá. Anh em mà ở gần thành phố Hồ Chí Minh thì có thể để ghé đến trực tiếp cửa hàng là 121 đường Mình Chiếu, phường Mình Chiếu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Để mình xem xe trực tiếp nhé. Anh em ở xa ở cái book Zalo cho em nhé. Zalo thì mình ghi trên màn hình nhé. Ở xa thì cần cọc trước 1 triệu thôi. Bên em có ship xe toàn quốc luôn. Còn bây giờ thì cũng xin kết thúc video tại đây ha. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau nhé.